Trời ơi, đi lên trển đi đâu mà thấy đen thủi, đen thui, thủi lui, đen xì vậy? À, thì lên trển đi rừng rú hoài mà bị sao không đen được. Trời ơi. Ê, bà dài, lên trển chơi vui không mày? Đương nhiên là phải vui rồi, thời đại công nghệ 4.0 mà. Có hình chưa? À, đâu? Nè. Đó, ta nói hả, trên Tây Nguyên hả, đẹp lung linh lộng lẫy luôn. Ôi. Nhà rồng nè, có voi nè, bản đồ nè. Quan trọng hả, gái cao nguyên đẹp hết sảy luôn. Đãi gì trời? Ừ. Ê, bài, lên trển rồi người ta có đãi cho mình ăn cái gì, thịt heo gừng với uống rượu cần gì không mày? Nói chuyện nghe mắc cười ta. Lên cao nguyên mà không ăn thịt heo uống rượu cần lên làm gì? Mà nói trời ơi. Buổi tối hả? Đây nè, người ta chất đống lửa đống cũng củi vậy nè. À. Cái nướng ăn uống rượu cần bên đống lửa rồi cái múa rồi múa những cái điệu múa dân tộc các cô gái này múa trời ơi tình ơi. Cuộc đời nó tươi đẹp làm sao? Trời, biết chừng nào tao mới được đi lên đó chơi trời. Rồi còn tôi nè, tôi cũng ham đi lắm chứ bộ, mà không biết chừng nào tía tôi cho tôi đi nữa. À. Thì không cho đi mình nghĩ cách đi. Chứ tuổi trẻ mà không chơi đợi khi nào mới chơi? Ông có cách nào để ông chỉ cho tôi xin tía tôi cho đi không? Ờ. Ok. Sao? Nè.